Thời gian vệ sinh định kỳ khoang máy là bao lâu? Thì có rất nhiều anh em đang có một cái câu hỏi là anh em sử dụng xe ô tô ấy, bao lâu thì xe vệ sinh khoang máy? Thì cũng về cái vấn đề này thì cũng sẽ phụ thuộc theo cái nhu cầu sử dụng xe của từng người. Có người đi nhiều nó nhanh bẩn thì mình vệ sinh nó sẽ thời gian nó ngắn hơn. Đấy, ví dụ như là định kỳ thì 6 đến 9 tháng là anh em sẽ đi vệ sinh khoang máy một lần. Vệ sinh khoang máy thì là để nó làm sạch tất cả cái bụi bặm dầu mỡ trên cái bề mặt khoang máy này. Đó, để thứ nhất là để làm sạch, thứ hai là để khi mà đến cái mùa đông ấy, chuột nó không hay lên khoang máy nó làm tổ và nó ngủ trên này nữa. Và vệ sinh được đúng theo định kỳ thì nó cũng sẽ nâng cái tuổi thọ các cái chi tiết, ví dụ như các cái đầu nhựa này, đầu nhựa các cái chi tiết gioăng cao su đấy, các chi tiết đầu điện, anh em vệ sinh được liên tục thì nó sẽ đảm bảo là cái tuổi thọ nó sẽ cao hơn, đảm bảo là anh em sẽ sử dụng xe cũng yên tâm hơn.